ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, tại chùa Huệ Chiếu, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu an, trần tế, dâng đèn cúng Phật, nguyện cầu quốc thái dân an, mọi tật bệnh tiêu trừ, gia đình đoàn viên hạnh phúc. Thông thường, đi chùa lễ Phật cầu an ngày rằm tháng Giêng đã trở thành một truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đối với nhiều người, việc đi chùa vào những ngày Tết, vào dịp rằm lớn không còn là của riêng các Phật tử mà đã trở thành nét văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Những ngày của tháng đầu tiên trong năm là thời điểm thích hợp nhất để cầu nguyện an lành, mong mọi việc trôi chảy cho cả năm. Trên tinh thần đó, đúng 8 giờ, khóa lễ cầu an chính thức bắt đầu dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Quảng Xả, sám chủ Đàn Dược Sư cùng Chư Tôn Đức trong bổn tự đã tiến hành niêm hương bạch Phật, tuyên sớ và cử hành nghi lễ cầu an theo nghi thức truyền thống. Được biết, Pháp hội diễn ra 7 ngày từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 1 năm Quý Mão nhằm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Dưới Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, quý Phật tử xếp hàng ngay thẳng, tất cả đều dâng lên lời nguyện cầu tha thiết, mong cho gia đình một năm an lành, mạnh khỏe, may mắn và nguyện sống phụng sự, cống hiến cho đạo Pháp, cho dân tộc. Đồng thời cầu mong cho chúng sinh được giác ngộ đạo màu và đất nước thanh bình an vui. Sau nghi lễ cầu an, Chư Tôn Đức đã làm lễ quy y cho hơn 60 Phật tử tại nơi đây. Chiều cùng ngày đã diễn ra khóa lễ trần tế, cung thí thực và hoàn kinh Pháp hội Dược sư Thất Châu, tiêu tai diên thọ năm Quý Mão 2023. Chư Tôn Đức đã đăng đàn trần tế âm linh cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái. Buổi lễ được diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Đại Đức Thích Nhuận Kính cùng Ban Kinh Sư, đương vị sám chủ đàn tràng. Nhân đây, Hòa Thượng Thích Quảng Xả trao tặng 300 suất quà, trong đó có 200 suất cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn và 100 suất dành cho Phật tử là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở chùa Khánh Sơn, huyện Sa Thầy. Tổng chi phí cho mỗi suất quà vừa tịnh tài và tịnh vật là hơn 250.000 đồng một suất.